là tầm lum như bơ. Con chơi phải không? Rồi sao không dẹt? Rồi. Tao thừa biết mẹ mày đặt đồ nữa nè. Dục tầm lum. Thằng ơi. Bấm năng xong không dẹp luôn. Thằng cơm mày ăn xong chưa? Bà ơi, bà ơi bà. Ủa gì vậy? Nói nghe nè. Cái gì nữa? Ê, rồi sao kiếp bà không có ý tứ gì hết trơn vậy? Ủa vụ gì? Bà coi đồ đạc gì tùm lum vậy đó hả? Cái nhà hay cái bãi rác hả? Vậy chứ ông không mấy tôi đang đút cơm cho nó ăn hả? Chưa kịp dọn dẹp gì hết trơn. Sớm giờ chưa ăn gì luôn nè. Kìa, thùng nước thì để đó, thùng sữa thì dục ngoài đó. Rồi cái gì? Cái này cái gì? Hả? Mới mua cái gì? Đồ ăn đó, rồi xong cũng không dục bỏ. Rồi cái này ăn xong hết rồi cũng không dục bỏ nữa. Tính để đó coi ông có làm gì không làm. Ý chào mặt ơi. Tôi nói bà nghe nè. Mai mốt á, cái gì mà xong rồi, ăn xong xài xong rồi thì đem đi dục bỏ giùm cho tôi một cái đi. Để chặt nhà. Cái nhà còn hơn cái bãi rác nữa. Đúng quá. Tôi uống một hơi đây. Mới về mệt mỏi. Nè con còn ngủ non cho hết đi. Để thôi nha hả. Cha mày nói tao không biết dọn dẹp cái này kia. Tao còn dọn dẹp nè. Ăn một chén cơm hả? Mấy tiếng đồng hồ. Không làm cái gì hết trơn. Cái gì cho mặt? Cái nào không xài thì dục phải không? Trời ơi là... Trời... Dục luôn nè. Thôi từ từ từ. Cái này mất rồi. Nó cũng không xài.